chào tất cả anh em nhé thì clip hôm nay mình sẽ lên tay và thanh lý cho anh em một con máy samsung note 10 máy cực kỳ xịn sò hàng công ty chính hãng màn hình amoled màn cong full hd cực đẹp luôn máy hàng công ty cho nên các bạn không phải suy nghĩ gì về chất lượng rồi máy nguyên zin full chức năng giá mình thanh lý cho anh em là 4 triệu rưỡi nhá đó con này là ram 8 gb và bộ nhớ trong của nó 256 gb dùng tẹt ga luôn các bạn ạ không bao giờ hết được dung lượng của máy luôn đó. Máy này cực đẹp luôn. Hình thức thì à tầm 95% nha các bạn nhé. Đó. Có những cái vết chảy xước nhỏ do quá trình sử dụng lâu năm thì không thể tránh khỏi rồi các bạn ạ. Còn chất lượng máy thì là nguyên zin, full chức năng. Đó. Bạn nào có nhu cầu thì cứ để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình mình để dưới phần mô tả video nhé nó mình uh, check qua mấy cái chức năng cho các bạn xem đầu tiên là camera này nói chung là camera cái dòng này thì các bạn không phải suy nghĩ rồi quá là nét Đó, đây là mình quay qua cái một cái cam khác cho nên là nhìn nó không được uh, thật lắm nói chung là mình dòng này thì cam thiết thì các bạn không phải suy nghĩ rồi Đó. rất là nét ok máy này thì mình có ship code và các bạn uh, có nhu cầu mua thì uh, liên hệ trực tiếp số điện thoại với mình để mình tư vấn cho các bạn cụ thể hơn nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau